Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình mang tới cho anh em một cái sản phẩm là rất là nhiều các cái phụ tùng xe, các cái món hàng mà nó đều liên quan tới cao su. Thì tại sao mà lại là như vậy? Thì như anh em cũng biết là xe rim của anh em đi thời gian lâu á, thì những cái cao su này đa số là nó bị chai, nó bị mòn, nó không có còn đẹp, nó bị dán hết rồi. Thì bắt buộc ta phải thay thôi. Thì thay thì đa số các anh em chúng ta hay ra tiệm kêu người ta thay những cái loại có gì thay đó. Thì thực ra tiệm phụ tùng thì hoặc là tiệm sửa xe thì người ta cũng có, nhưng mà đa số là các cái loại hàng Việt Nam hoặc là các cái loại hàng cơ sở thôi. Chứ còn để mà nói mà các cái loại hàng xịn, hàng Thái thì ở các cái tiệm phụ tùng họ không có nha anh em nha, gần như là không có các cái phụ tùng Thái Lan như vậy. Ở đây mình giới thiệu cho anh em là nó sẽ gồm có là cao su các chân sau này, cao su các chân trước này, cái này là cao su các chân sau của Super với lại Way này, Way nhỏ, Way lớn này, rồi cái này là cao su các chân trước của các cái dòng Dream Way này, ở đây cao su các chân sau của Dream Thái này, đây là bao tay của Dream Thái này, và đây là cái cao su tay dắt sau của Dream Thái này, đó. Thì các cái món này thì rất là nhiều anh em chúng ta săn tìm, tại vì chúng ta không thể nào, gần như là không thể kiếm được ở ngoài thị trường một cách dễ dàng đâu nha. Muốn mua được những cái loại này mà đúng hàng chuẩn như vậy rất là khó. Thì ở đây tất cả đều là hàng made in Thái Lan hết nha. Đây, đây là hàng made in Thái Lan hết, anh em thấy không? Cho nên là về cái chất lượng của nó thì không phải bàn nha anh em nha, rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình giới thiệu cho anh em chi tiết từng cái món hàng, từng cái sản phẩm, để anh em chúng ta nếu mà anh em có nhu cầu mua món gì thì anh em có thể chúng ta tham khảo món đó, hoặc là xe anh em mà nó bị hư rất là nhiều các cái chi tiết cao su như vậy, hoặc là anh em chúng ta xe nó bị cũ hư mà anh em muốn tân trang lại để cho nó mới, nó đẹp, đi nó ngon êm, thì chúng ta có thể mỗi thứ chúng ta lựa một món à, để xe chúng ta nó có những cái món này thì nó sẽ êm ái cái xe chúng ta hơn, và chúng ta chạy cảm giác nó thích hơn nhiều ha. Rồi đây, đầu tiên mình xin giới thiệu cho anh em là một cái cặp cao su các chân trước nha. Thì đây, cái này anh em chúng ta có thể gắn được cho rất là nhiều các xe luôn. Cúp nè, 67 nè, rim nè, quay nè, rim tàu, quay tàu, super, quay alpha này, chúng ta đều gắn được hết nè. Chúng rất là nhiều dòng xe nha, quay A, quay S gắn được luôn, phu chờ neo, phu chờ 2 gắn được luôn. Đó, cái này chỉ có phu chờ 1 là gắn không được thôi, tại phu chờ 1 cái gác chân ở đầu nó có le ra cho nên ta không gắn không được nha, còn lại gắn được hết á. Thì đây, anh em sẽ thấy cái chữ made in Thái Lan này luôn. Đó, anh em thấy chưa? Rất là đẹp, và anh em sẽ thấy là cái cao su của nó rất là bóng nha anh em nha. Nó càng bóng thì nó càng xịn nha anh em. Càng bóng thì nó càng xịn, anh em để ý nếu mà anh em chúng ta ra ngoài tiệm phụ tùng á, anh em mua các cái loại cao su các chân giống như vậy nhưng mà nó hàng Việt Nam á, thì anh em sẽ thấy nó rất là, nó màu xám chứ không được màu đen á, chứ đừng nó mà nó bóng ha. Đây, còn đây là bao bì của nó này. Rồi, made in Thái Lan anh em nha, Honda made in Thái Lan nha. Đó, ok cho anh em. Rồi, thì đây là cái giá của cái cặp này là 100.000 một cặp nha anh em nha, một cặp gồm hai cái nha, rất là đẹp luôn. Thực sự nhìn rất là mê nha anh em nha, rất đẹp. Đó, tuyệt vời không anh em? Giá nó 100.000 một đôi nha. Thì cái này nó có một cái đặc điểm hay, đó là cái này á, thì nó sẽ rất là mềm. Đây, nó rất là mềm này. Em sẽ thấy là mình bóp cho anh em coi này. Em thấy nó mềm không? Mềm eo luôn, rất là đã. Và đặc biệt là cái này anh em sử dụng một thời gian nó sẽ không bị chai như những cái loại mà rẻ tiền anh em nha. Xài một thời gian một số cái kia nó bị chai lại luôn, cứng ngắc lại luôn như là sắt vậy đó. Còn cái này anh em xài tới khi nào mà nó lủng, nó rách thì thôi, chứ không có chai. Đúng rồi, jean thì không có chai nha anh em nha. Đó, và cao su xịn anh em sẽ thấy nó đen bóng này, rất đẹp nha. Đó, ok, thì đây là cái đôi cao su gác chân trước để dành cho các loại xe rim quay future nha. Trừ future 110 thôi, future neo, future 2 gắn được, quay RS, quay A gắn được luôn. Rất đẹp, rất là mềm nha anh em nha. Nếu mà xe anh em chúng ta đang sử dụng những loại cao su gác chân lô hàng chợ nó cứng quá thì chúng ta có thể tham khảo một cặp này nha, rất là mềm. Mà cái này anh em xài khoảng chục năm mới thay đấy anh em ạ, thực sự luôn, rất là lâu mới phải thay những cái này. Càng xịn thì nó càng khó hư hơn nữa nha. Đây đầu nó sẽ lục ba cái lỗ để thoát nước này, thân dưới thì nó sẽ có những chấm và có mã này, mã số này, ở phía bên nào hồng thì nó sẽ có chữ made in Thái Lan nha anh em. Ok chưa, giá là 100.000 một đô nha. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em một cái cặp cao su gác chân sau nha. Thì đây mình có hai dòng, một dòng là của rim Thái này, đây là của rim Thái đây. Nên sẽ thấy rim Thái thì nó dạng tròn dẹp như vậy. Cái này thì anh em có thể gắn thì cho 67 với lại cúp luôn nha. 67 với cúp nó sẽ gắn chung với rim Thái, cái đầu nó sẽ, anh em sẽ thấy nó phay bảy màu này, rất đẹp nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn.
Thì cái này nó là đến từ thương hiệu Thái Lan nha. Đến từ thương một thương hiệu của Thái Lan, không phải là của Honda nha, mà nó là của thương hiệu đến từ Thái Lan. Đó, HM Auto Park nè. Đây, toàn là chữ Thái thôi. Cái này là đến từ thương hiệu Thái nha anh em, cho nên là rất là xịn luôn. Đó, và nó y chang như là của Honda Thái Lan luôn, nhưng mà nó không phải nha. Giá nó sẽ tốt hơn nó là nhiều, 150 một đôi thôi. Mà cái này anh em gắn vô xe là cũng y chang như là hàng zin luôn. Và chất lượng thì tuyệt vời đó anh em, không giống như những là hàng lô đâu nha. Cái này được cực kỳ tuyệt vời luôn, nó là của hàng Thái Lan nha anh em nha. Đó. Giá nó 150 một đôi nha. Rất đẹp luôn, anh em thấy không? Cái nước xi của nó bảy màu này, cực kỳ đẹp. Đây nữa này. Đó, anh em thấy chưa? Rất là ok ha. Thì giá nó 150 một đôi nha anh em. Cái cao su này nó rất là mềm. Nó rất là mềm mại luôn, sờ rất là đã này. Đó. Nó có cái độ cứng của nó, nhưng mà cái độ đàn hồi và cái độ dẻo dai của nó rất là tốt nha. Còn cái độ cứng thì chắc chắn phải có rồi, vì cao su các chân sau nó phải cứng một chút nha. Rồi ok, thì đây là cao su các chân sau Dream Thái Cup 67 nè. City đó đó, anh em gắn cái đó. Rồi tiếp theo là đây, là một bộ đây của Dream Super cũng như là Way Alpha, Way A này kia nè. Đó là nó sẽ sử dụng cái bộ này, cũng của Thái luôn nha. Đây, đây là nó đây, anh em sẽ thấy cao su rất là bóng này. Đây các loại này cao su đều rất là bóng luôn, anh em nhìn nó bóng loáng luôn. Rất đẹp. Đó, thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây. Em sẽ thấy này, nó sẽ đằng sau nó cũng sẽ có chữ luôn. Sau này cũng chữ là Made in Thái Lan rồi này. Đây nè, thấy không? Made in Thái Lan nhá. Đó, sẽ có dòng chữ Made in Thái Lan, rất là xịn sò. Thì nói chung cái này hàng Thái rất là chất rồi nè. Này thì anh em ta mua về là xài thôi. Không có phải suy nghĩ gì nhiều hết, tại vì loại này là lại rất xịn rồi. Cao su nó mềm không? Đấy chưa? Cao su nó rất là mềm. Ở đầu thì nó sẽ có chữ L và chữ R. Thì cái này là đại diện trái phải, anh em về anh em để anh em gắn vô cho nó đúng thôi. Rất là nặng nha. Rất là nặng. Nó có lõi ở trong cho anh em luôn. Xịn sò. Đầy đủ phe cài cho anh em nha. Đó. Thì giá của cặp này cũng là 150 một đôi luôn. Thì cái này anh em chúng ta, nếu mà cái cao su của anh em nó bị chai với lại nó bị trườn anh em, nó bị trườn rồi nó không có dính được ở trên cái gác chân nữa mà nó cứ rụng xuống á, thì anh em mua cái này về anh em thay là bao hết luôn nha, bao khắc phục được tình trạng là rớt cái cao su gác chân xuống nha, cực đẹp luôn. Sau là nó chữ Made in Thái Lan này, anh em nhìn là thấy uy tín rồi đúng không? Các cái phe bát của nó là cực đẹp nha. Đó, ok, 150 luôn nha anh em nha. Anh em này chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Tiếp theo xin được giới thiệu cho anh em một cái bộ bao tay ha, bao tay của Dream Thái nha anh em. Thì bao tay Dream Thái anh em sẽ thấy là nó có cái không có cái gù ở đầu, không có cái gù ở đầu đây, cũng như là nó sẽ có một cái họa tiết rất là đơn giản nhưng mà rất đẹp nha, nhìn rất là mê luôn. Đầu nó không có cái gù nha, không có cái lỗ ra để gắn cái gù, còn quay thì nó sẽ có một cái lỗ ra nữa để chúng ta có thể gắn được những cái gù đầu gù vô, còn Dream nó không có. Họa tiết của Dream thì rất đơn giản đây nè, Dream Thái nha. Cái này em có thể gắn cho Dream Thái Super đều được. Đây, thì lõi đây. Đó. Rất đẹp luôn, họa tiết nó rất đẹp, nhưng mà đây này anh em nhìn đồ Thái này. Cái họa tiết của nó là rất là sâu và cái cây bao tay của nó rất là bóng rồi anh em thấy không? Nó bóng loáng à. Bóng này anh em thấy nó phản chiếu ánh đèn không? Bóng không? Thì hôm bữa mình có dư được một cái cặp bao tay là bao tay lô. Đây lô này. Lô này Super TP New này. À, hàng lô nhá, này hàng lô Made in Việt Nam nhưng mà chả biết Made in ở đâu, chu China thôi. Thì đây mình sẽ lột cho anh em coi này, sẽ luôn cho anh em coi nha. Thì nói chung là cái hàng này nhìn nó rất là buồn cười luôn em, nhìn nó rất là buồn cười. Thì nhưng mà không có rẻ đâu anh em, cái này hôm bữa thằng em mình nó đi mua là nó đã tới 80.000 một đôi đấy, không có rẻ đâu nhá. Đây, đây là cái của ui rồi, đây cái đầu nó dư này. Đây anh em thấy chưa? Cái đầu nó này, nó đục lỗ kiểu gì đây? Nhìn người ta đục lỗ này. Đây, người ta đục lỗ này. Còn cái lỗ của nó này, anh em nhìn này. Thòi lên trên luôn. Này, cái bao tay của nó không có một xíu bóng này hết nha. Bao tay này nó bóng bao nhiêu thì cái bao tay này nó mờ bấy nhiêu. Đây. Anh em thấy những cái đường này nó mở nổi lên á. Bên này là gần như không có đường nối luôn này. Thấy chưa? Gần như không có đường nối luôn. Đó, đây là cái đường nối của nó này, rất là đẹp luôn. Cái đường nối đây này, anh em nhìn này, nó gờ hẳn lên trên đâu nha. Này, cao su dư này. Đây, cao su dư này. Đây, phía dưới này, rất xấu luôn. Phía dưới của người ta này,
nhìn thấy chưa? Đó. Mà tính ra cái này 80.000 đây đâu có rẻ đâu anh em. Mình không biết chỗ anh em bán bao nhiêu chứ chỗ mình không có thằng em nó mua là 80 đây. Là cũng hơi đắt. Đó, nói chung là chả có cái gì đáng để cái này mua cái này xài hết á. 80 tao bỏ thêm 80 ra nữa, 70 ra nữa tao mua cái này 150.000 một đôi, anh em thấy đẹp hơn rất là nhiều đúng không? Này. Nhìn một bên nó cứ như kiểu con vịt, một bên là thiên nga vậy. Khác nhau hoàn toàn luôn á. Không có dấu cái gì đấy. Này. Nhìn thấy chưa? Khác nhau hoàn toàn là một trời một vực luôn. Và cái này cái lớp cao su nó rất là mỏng anh em. Nó rất là mỏng nha. Cho nên nó mềm lúc đầu thôi, nhưng mà về sau nó lại chai cứng ngắc lại. Còn cái này thì lớp cao su nó rất là dày, thật sự luôn. Đây này. Cho anh em coi nó cái độ dày của nó này. Đây này, thấy cái độ dày của cái hàng nhì nó dày hơn nhiều này, thấy không? Đó, cái đồ lô nó rất là mỏng nha. Nhưng mà nó bị một cái là xài một thời gian là nó chai cứng lại luôn, rất là xấu. Này cái lỗ này đục tròn hơn rất là nhiều này. Anh em thấy chưa? Cái lỗ này đục nó nhỏ xíu luôn mà méo xẹo này. Đấy. Thôi, nói chung là đồ lô thì nếu mà anh em chúng ta không có điều kiện hoặc là anh em không có chỗ để mua cái này thì anh em xài cái đó tạm. Thì còn thực sự luôn bây giờ shop mình ship tận nơi cho anh em, cho nên là anh em chúng ta nếu mà chúng ta thực sự muốn xài mà nó lâu bền đẹp á thì mình nghĩ không có lý do gì để anh em không mua cái cặp này phải mua những cái cặp đó hết á, thực sự. Đấy. Thì đây cái này nó có lõi luôn nha, còn cái kia là anh em bỏ 80.000 nó không có cái lõi trắng này đâu, nó chỉ có cái hai cái bao tay này thôi, cho nên là lỗ đấy chứ không có lời đâu. Cái lõi này là cái lõi trắng là cái lõi của Thái này, còn em mua hàng Việt nó chỉ có lõi đen thôi nha, không bao giờ có lõi trắng này đâu. Lõi trắng là lõi hàng đúng hàng Thái nó mới có lõi trắng nha, còn anh em để ý ra Super Rim Jean luôn nó vẫn là lõi đen nha anh em nha. Thì cho anh em biết cái sự khác biệt của nó ha, chứ không phải là đây này hay là như những cái này này, anh em sẽ thấy là nó bóng hơn cái này rất là nhiều luôn, tại vì cao su lô anh em là nó không thể làm bóng được, vì cái cao su của nó cái vật liệu nó không có cao cấp, nó không có bóng được ha. Anh em thấy chưa, nó đâu có bóng đâu, cái này nó bóng loáng rồi này, ánh bóng ánh đèn lên này, còn cái này nó đâu có bóng được đâu, thấy không? Đó. Này. Thấy chưa, khác nhau hoàn toàn luôn á, cho nên là anh em lưu ý ha. Rồi ok, tiếp theo là một sản phẩm đến từ Thái Lan luôn anh em ha. Thì đây là một cái sản phẩm mà rất là hiếm có ở trên thị trường luôn, và nó thật sự là hiếm có luôn. Đây, mã của nó đây, GN5 Made in Thái Lan này ha. Rip. Thì cái này nó là một cái phần cao su của cái tay dắt sau của xe Dream Thái nha nè. Cao su tay dắt sau của xe Dream Thái nha. Cái này thì hiếm này, hiếm như thế nào? Thì bình thường anh em có thể thấy là Super thì nó sẽ có một cái chữ Honda ở giữa này, còn Dream Thái nó sẽ không có chữ nha. Rồi cái cao su này bình thường ở bán ở ngoài thị trường thì nó rất là xấu, nó không được đẹp nha nè, mà hình như là cũng không, mình không thấy bán luôn, rất ít khi có nha. Thì cái này nó là cao su tay dắt của Dream Thái anh em ha, rất là hiếm luôn. Thì rất là đẹp này, anh em sẽ thấy này, cực kỳ đẹp luôn, ở trong nó bóng loáng luôn này. Đây, anh em thấy chưa? Đó. Thì cái này là dạng hàng cao cấp nha anh em nha, giá là 150 một cặp này nha anh em nha, cả nẹp và cao su luôn. Đấy, cho anh em về là anh em vào xe cực kỳ đẹp. Thì cái này nó rất là hiếm nha anh em nha. Đó. Cho nên là nếu mà anh em nào mà chúng ta thực sự có nhu cầu đó, thì anh em liên hệ với mình để mua cái này. Tại vì cái này là dạng đặc trị của Dream Thái thôi. Chuyên những một mình nó là có cái này thôi. Cho nên là Super thì nó không có nha. Super nó có chữ Honda ở phía giữa này thì nó rất là nhiều, bán phổ biến ở Việt Nam luôn. Nhưng mà cái loại Dream Thái này thì rất là khó kiếm. Cho nên là nếu mà thực sự mà anh em đang muốn tân trang một chiếc xe thì những cái chi tiết nhỏ như vậy là không thể nào bỏ qua được ha. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu qua cho anh em về các cái sản phẩm mà nó liên quan đến các cái món cao su ở trên chiếc xe của anh em ha. Thì nếu như mà anh em nào chúng ta có nhu cầu hoặc là xe của anh em nó bị hư, anh em muốn mua để dành hoặc là anh em muốn mua để tân trang lại thì chúng ta có thể tham khảo những cái mặt hàng này nha. Thực sự thì cái loại này anh em, nó đôi khi anh em không có quan tâm đến nó, nhưng mà tới lúc thay á thì thật sự là không có để mà mua anh em ạ. Các cái tiệm phụ tùng bình thường thì gần như nó không có cái loại này. Cho nên là nếu mà anh em chúng ta có nhu cầu thì anh em nhanh tay alo cho shop của mình nha. Số điện thoại 0915 434 913, địa chỉ cũng như số điện thoại của mình đều có phía dưới phần mô tả và phía dưới góc màn hình nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.